Làm như sô cô la đi. Nguyên dâu nè. Ăn miếng bông đi. Ăn đi sầu riêng nè. Nè. Sầu riêng nè. Nè. Anh em mua tất toàn hai con này. Nè. Nè. Mua em chẳng ai vẫn xong phi bụng. À mua em nắng mau xong lưng na cà phi xong bay vậy nè. À con ta. Nè. Nè tiết. Nè mau. Ừ. Nốt. Ăn miếng sô cô la đi. Nguyên dâu nè. Ăn sô cô la xong là bông nhung mùi. Ăn miếng bông đi. Ăn đi sô riêng nè. Nguyên dâu là bông nhung mùi nè. Ăn sô cô bông mùi. Hát đi. Ê bông ai nè. Bông mùi. Ừ. Vì ông chè mau vô cái này á. Bông này nè. Nó à chô nó hả? Nè, vô cho ai vừa. Nè. 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 Ôi nào. Chụp nào. Tới đây nè. Nhanh nhỉ. Ngon không? Nè. Tối nè. Ôi. Anh ấy kèm mớ. Dạ, anh ấy được trứng anh nè. Hả? Trứng anh nhé? Ngon hả? Dâu ngon không? Ngon. Ngon luôn hả? Ây da. Ồ, trứng anh nhé, trứng anh nhé. Mạnh. Mạnh ngon hả? Đây. Vừa mau hay. Cái hô kèm á, biết ăn kèm không? Nè. Ai lấy hộ tên à, vẫn à, nhà ta. Chế hút cái đấy mấy. Nè. Ờ, ta không mấy nhé, ờ, ta không mấy nhé. Ờ, ờ, cốp đi. Viết tên à. Bảo phao. Trạc. Nè, anh ấy chung anh nè, anh ấy sổ riêng chung anh nhé nè. Ta yên át nó mên nâng à. Ta yên át mên nâng à. Nè. À, bố nó vô ấy. Nè. Bông 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 thì kia ai là nghĩa ai thì cái này em tiện nè em nè cái này em thầy số gì nè nè mong học nè.
Nè. Nè. Ờ là mồm. Đã xảy ra áp ờ là mồm. Cái hậu cà rớm này. Ây da. Nè. Nên sầu riêng hay sấy? Sầu riêng. Ờ hả? Chai hả? Chai men. Quá ai bắt cái nè, say của chai hộp nè. Kéo của chai. Bài của chai. Chai hả? Si hoa ngay. Ngửi si tiền. Đã si hoa ngay ơi, ngay si bò ăn tiết à. Mà xanh. Nè. Con ta. Ôi nào. Chụp một bạn ơi, cái miền sông là việc nâng nè. Hồi nãy cho ba cái xóm nghèo rồi. Không biết còn bao nhiêu cây trong thùng nữa, chạy vô trong Nam Phi này cho luôn. Ôi cái rèm này nè. 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 Rồi ăn hỏi ăn thì ấp chúa ạ. Có hay. Có hay. Có hay. Ngày vô từ coi á. Bán đồ mà nè. Cho ba cái sống nghèo sốt thùng rồi len căng rồi. Còn lại đâu 5-6 cây à. 100 cây mà còn có 5-6 cây à, đem vô cho ở trong Nam Phi luôn. Thấy cái thùng còn nhiều quá vậy à. Có 5-6 cây à. Bởi vì toàn là đá mà mua mình bỏ vô. Tưởng đâu nó còn nhiều quá vậy à. Có 5-6 cây cho được có mấy đứa. Là 100 cây. 100 cây của cô Tuyết Mai. Nếu mà cho ở Rông Pi là khoảng 50 cây nữa. Mà bây giờ mình hết rồi. Cái làng Nam Di này tới lúc mà ra học thấy con nít đông lắm. Hết chơi người còn đá không. 100 cây rồi cho được mấy đứa nhỏ thôi là cho ở Sóc Thung nè, rồi Leng nè, Krang Krôch nè, rồi hết
95-96 cây. Còn 5-6 cây gì đó đem về cho ở Nam Phi.